What's up anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom. Và hôm trước có một anh khách đến gọi cho mình và bảo là bạn anh ý có một bộ PC đi nước 40 triệu cơ. Cho nên là anh ý muốn nâng cấp bộ PC của anh lên nước là 100 triệu. Và tất nhiên rồi, những đổ nước thì sẽ cần một người rất là đặc biệt. Bây giờ ta hãy cùng lên trên tầng và xem bộ máy nó có những gì nhá. Đây, bộ máy đã được nhận sẵn đây. Đây, để em bê ra cho các bạn xem là bộ máy này có những gì nhá. Okay. Đây là vỏ O11 Dynamic anh nhỉ? Đây là mini hay gì anh nhỉ? Con này là bản thường. Bản thường à? Bản thường. Chúng ta sẽ có card RTX 3070 Ti này. Với cả trong này là CPU gì anh nhỉ? Anh nhớ không nhầm, hình như là 11700K này. 11700K, nhưng mà khách vẫn muốn đi nước rất là đậm đà đúng không ạ? Đúng rồi, bộ này thì chia sẻ một chút là cái giá trị của nó trước đấy là khoảng 70 triệu ấy. 70 triệu. Bây giờ anh sẽ quyết định nâng cấp lên và giá trị sau khi nâng cấp nó sẽ là gần 100 triệu nhá. Cũng phải trên 100 nhanh. Trên 100 thì chắc là sẽ phải thêm một vài món nữa. Chắc chắn sẽ trên 100 rồi, nhưng mà hiện tại thì khách sẽ dừng lại mức ở gần 100 triệu. Ok. Bây giờ thì mình sẽ cùng bê cái bộ máy này lên studio và cùng anh Tuấn Anh lắp bộ nước nhá. Dạ vâng, đồ đạc tất cả đã lên đây rồi. Đây là bộ cây của anh khách. Và bây giờ anh khách còn muốn đổi sang cái bộ cây đây là gì nhỉ? O11XL. Đây là rút xích luôn. Rồi. Và bây giờ mình và anh Tuấn Anh sẽ đổi tất cả, thay những tất cả những đồ này và lắp sang bên này. Đồng thời đi nước luôn nữa. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Trước khi lắp tài nhiệt custom thì anh chủ máy có sử dụng mẫu vỏ là Lianli O11 bản thường. Thì cái mẫu vỏ này nó có kích thước nó hơi khiêm tốn một chút, cho nên là nếu mà khi mà lắp với cả con tản của cái card đồ họa Rockchip 3070 Ti ấy thì nó sẽ hơi bị vướng. Cho nên là mình đã quyết định là nâng cấp lên cái mẫu vỏ to hơn, đó chính là Lianli O11 Dynamic XL. Đối với mẫu vỏ cây O11 Dynamic XL thì đây là một con vỏ hiện tại có thể nói là hàng đầu cho tản custom rồi. Thì cái vỏ này nó hỗ trợ các cái linh kiện ở bên trong rất là tốt. Và ngoài ra thì đây cũng là một con vỏ nó tối ưu được rất là nhiều các cái không gian khi mà mình đặt ở trên bàn. Tại vì cái kích thước bên ngoài của cái vỏ cây ấy, cái phần kích thước bên ngoài nó không quá to, nhưng mà bên trong lại rất là rộng rãi. Nghĩa là mình có thể lắp được những cái phần cứng to hơn so với cả những cái vỏ cây mà nó không tối ưu cái kích thước. Trong quá trình đi nước của bộ máy này thì gần như là do sử dụng cái mẫu vỏ cây kích thước rất là thoải mái, đó chính là O11XL, cho nên là gần như không gặp nhiều các cái vấn đề trong quá trình đi nước. Mà tuy nhiên chỉ có một vấn đề là chủ nhân bộ máy khi mà bàn giao bộ máy này đến với Hacom thì yêu cầu một thời gian rất là sát, có nghĩa là chỉ trong vòng một ngày thôi là đã phải thi công xong hết tất cả cái đường nước và tháo hết tất cả cái từ cái bộ máy, từ cái vỏ cây cũ chuyển sang vỏ cây mới, cho nên là cái thời gian đấy có thể nói là tương đối ngắn cho bọn mình để có thể thi công. Cho nên là trong cái lúc lắp đặt đã phải cố gắng làm sao cho cái tốc độ lắp đặt nó nhanh nhất có thể. Cho nên đấy cũng là một trong những cái khó khăn ở khi mà lắp đặt cái bộ máy này. Đối với các bạn có ý định lắp tản nhiệt nước custom thì mình cũng có một lời khuyên dành cho các bạn là nếu mà các bạn đang có cái nhu cầu
muốn lắp đặt thì nên tìm đến những cái đơn vị mà uy tín. Và thứ hai nữa là mình nên xác định trước một cái khoảng thời gian không sử dụng máy trong cái thời gian mà nâng cấp tản nhiệt custom đấy, tại vì trong quá trình lắp đặt này nó sẽ tốn khá thời gian, khoảng từ 2 đến 3 ngày thông thường đối với các bộ máy mà có lắp đặt cả CPU và các đồ họa như ở trên cái bộ máy này. Dạ vâng, sau cả một buổi chiều nào thì gắn block này, đi nước này, đi ống và bơm nước vào thì bộ PC đã hoàn thiện xong. Cái màu nước này thì mình thấy là nó hơi xanh xanh không cá một chút, nhưng mà sau khi mà bật máy lên, bật led đầy đủ từ A đến Z thì trông nó rất là đẹp. Thế anh Tuấn Anh cảm thấy thế nào về cái bộ PC này? Anh thấy có khó không hay là vẫn là dễ dàng? Hôm nay thì cái bộ PC này gần như cái thời gian hoàn thiện anh cảm giác là nhanh hơn những cái bộ khác rất là nhiều. Vâng. Anh nghĩ là một phần là do cái quá trình lắp đặt mình khá suôn sẻ. Vâng, đúng rồi. Chắc là cái bộ quạt này lắp đặt nó dễ dàng này, xong rồi có cả đấy. Cái block của cái màn hình cũng rất là nhanh chóng, do là của Corsair mà. Nên là lắp trong có mỗi tầm gần chưa đến một tiếng anh nhỉ. Đúng rồi, so với EK thì cái block này nếu mà trong quá trình lắp đặt thì sẽ dễ hơn khá nhiều so với EK. Vâng. Thực sự là vị khách của chúng ta đã lựa chọn những thành phần rất là hợp lý. Quạt này, quạt rất là đẹp, liên đi 2,7 triệu một ba khoan này nhỉ. Đúng rồi. Trong này có 9 cái này, có block của Corsair này, đây là block của EK này, và cũng là bơm với cả gì nhỉ? Radiator. Bơm với radiator, các thứ của EK hết. Dạ vâng, nếu mà anh em thực sự muốn một cái bộ PC như vị khách đại gia của chúng ta ngày hôm nay thì mình sẽ để đường link ở dưới mô tả. Còn nếu anh cảm thấy này video này hay và cực kỳ là hấp dẫn thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng xin cảm ơn các anh em đã xem video này. Hẹn gặp các anh em tại một video sau.